mình chia sẻ là nếu ngay bây giờ mình có một siêu năng lực hoặc là mình trở thành một người siêu nhân cụ thể nào đó thì sẽ là siêu nhân nào hoặc là siêu năng lực nào? Siêu năng lực thì em cũng chưa có từng nghĩ đến, nhưng mà hồi trước em có hay xem phim hoạt hình, xem búp bê Barbie này kia, thì em có thích một cái năng lực đó là cái đó kiểu gì ta, bảo bối hả ta, tức là Rapunzel của Barbie thì có một cái cây cọ, tức là cô ấy nghĩ tới cái gì thì đặt cây cọ thì cái vẽ ra được cái đó. Thì em nghĩ nếu mà như có cái đó thì cái The Frame chẳng hạn, em sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí về sản xuất. Hay quá ha. Hoặc là những cái dự án hoặc những cái ý tưởng của mình á, mình sẽ bỏ đi được một công đoạn rất là lớn. Hèn chi là em là graphic designer nhưng em vẫn rất là thích làm liên quan tới sản phẩm và là sản phẩm thật sự, nó cũng liên quan tới ước mơ của mình hàng. Xin mời. Dạ, còn em thì em không biết là có cái siêu anh hùng là có cái năng lực đó hay không, nhưng mà em muốn là mình đọc qua một cái gì hoặc mình trải qua cái gì mình sẽ nhớ được cái đó luôn. Giống như có một cái bộ óc nó có thể học nhanh, nhớ nhiều và có thể ứng dụng nhiều thứ, những cái mà mình đã học. Có được là Iron Man đó, có được Flash không? Dạ. Em thì siêu năng lực giống Batman anh, giàu. Dạ rồi. Được, có lý mà. Siêu năng lực em muốn là đọc được suy nghĩ của người khác, tại vì khi mà mình hiểu được cái người đối phương đang muốn gì thì mình sẽ có thể commit được, đáp ứng được cái việc đó của họ. Đây cũng là ước mơ của nhiều người khởi nghiệp ha. Mình biết thực sự bên trong họ nghĩ như thế nào thì từ đó mình đã làm được chính xác cái giải pháp để phụ chính xác cho nhu cầu của họ. Họ không cần thương đâu, hay cần đúng chính xác như vậy thôi. Khán giả có thể không biết nhưng mà rõ ràng những người này là những người họ làm việc remote, họ làm hybrid, tức là lâu lâu họ gặp nhau, họ đơn giản là chỉ gặp cái ông này thôi. Cho nên là ví dụ như hai người này là lần đầu tiên hai người gặp nhau ngoài đời luôn, đúng không? Đúng. Offline đúng không? Bây giờ mình sẽ có một cái thứ rất là thú vị, mình sẽ cũng là chơi game nhưng mình hơi sâu sắc hơn chút xíu. Đó, mình sẽ có một trò chơi tên là ấn tượng ban đầu. Ấn tượng ban đầu thì một là hai vế, một là hai người sẽ nói ấn tượng về nhau. Về con người, một cái tính cách nào đó mà mọi người đoán. Em thấy thường nhận định của em thì thường những cô gái mà kiểu nhỏ nhắn với lại là hơi có một nét dễ thương bên ngoài như thế thì thường là có một cái đời sống nội tâm nó rộng với lại có một trái tim ấm áp. Dạ, em thấy anh Vũ Hiền với lại em nghĩ ảnh là một người khá trầm tính với sẽ chín chắn một xíu. Khi em thấy anh làm việc em thấy anh tập trung,